Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều nay 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án với cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định, gây thiệt hại 36 tỷ đồng. Theo đó, Tòa cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Đức Chung từ 8 năm tù còn 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật có liên quan đến công ty Nhật Cường, ông Chung phải chịu hình phạt chung là 10 năm tù. Ngoài ra, ông Chung đang kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Trường Giang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic được giảm từ 4 năm 6 tháng tù còn 3 năm tù. Bị cáo Võ Tiến Hùng là cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội từ 4 năm tù giảm còn 30 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 36 tỷ đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Đến nay, các bị cáo đã nộp đủ. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra. Không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết. Trước đó, ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định khoảng 1 năm qua, bà Hằng thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok để livestream đưa thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Cơ quan chức năng nhiều lần mời bà Hằng làm việc, nhắc nhở, nhưng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỏ thái độ thách thức, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân và tổ chức các hoạt động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự. Thưa quý vị, văn bản không cho phép người không tiêm mũi 4 đi khỏi nơi cư trú của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đang là chủ đề được dư luận xôn xao trong những ngày qua. Mặc dù huyện này đã thu hồi lại thông báo và có văn bản thay thế, tuy nhiên vụ việc này vẫn là bài học đối với các địa phương khác về sự tùy tiện ra các văn bản quy định, làm ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý của người dân. Cụ thể, thông báo số 20 ngày 21 tháng 6 năm 2022 do ông Đào Khắc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên ký ban hành có quy định nếu người dân không chấp hành việc tiêm vaccine mũi 4 ngừa COVID-19 thì đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp không cho phép đi ra khỏi địa bàn cư trú, không được tham gia các hoạt động công cộng, không giải quyết các thủ tục hành chính, bắt buộc người dân tiêm mũi 4 mới giải quyết các thủ tục hành chính. Quy định trên khiến người dân bức xúc bởi địa phương đã áp dụng trạng thái bình thường mới trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, việc đi lại, tham gia các hoạt động công cộng hay làm thủ tục hành chính là nhu cầu chính đáng của người dân. Do đó, không thể ép người dân phải tiêm đủ vaccine mũi 4 mới giải quyết. Là sai quy định của nhà nước, với sai chỉ đạo của Bộ Y tế. Bởi vì từ trước đến nay kể cả lúc từ ngày đầu tiêm vaccine thì không ai quy định là bắt buộc tiêm vaccine cả. Mà tiêm vaccine là trên tinh thần tự nguyện. Mà đặc biệt tiêm mũi đầy đủ là 2 mũi rồi, 3 mũi rồi thì mũi thứ 4 thì càng tự nguyện. Bởi vì đấy là quyền của công dân, họ có quyền làm những cái nhà nước không cấm, nhà nước không bắt buộc, không có một lệnh nào của chính phủ là bắt buộc tiêm vaccine cả. Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, chiều cùng ngày, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên cho biết huyện đã ban hành thông báo số 21 thay cho thông báo số 20 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 4 ngừa COVID-19, theo đó bỏ các quy định trước đó. Người ta có quyền di chuyển chứ, nếu mà cấm thì nó lại phải là như thế này, là vaccine thuộc vào diện bắt buộc. Đó, khi nào vaccine thuộc vào diện bắt buộc hoặc là đang trong tình trạng là có dịch, người ta có quyền cấm đi ra khỏi nơi cư trú nếu không tiêm các cái vaccine thuộc diện bắt buộc. Thế nhưng mà vaccine không thuộc diện bắt buộc thì ai cấm được, không thể cấm được. Ví dụ trong cái đợt căng thẳng này thì là người ta yêu cầu là ít nhất phải có 2 mũi vaccine thì mới được di chuyển. Thế nhưng mà bây giờ nó hết cái đợt đấy rồi, người ta không có văn bản nào nữa. Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết hiện nay vaccine COVID-19 không phải vaccine bắt buộc phải tiêm. Theo thông tư số 38 năm 2017, có 10 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng nằm trong diện bắt buộc phải tiêm, đó là viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, híp, sởi, viêm não Nhật Bản, rubella. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh
đơn vị tiếp nhận, triển khai, quản lý và vận hành Metro số 1 hiện đang rơi vào cảnh hết sức khó khăn, có nguy cơ phải gián đoạn nhiệm vụ đang thực hiện. Nguyên nhân là do công ty này không nhận được bất kỳ nguồn kinh phí nào từ tháng 8 năm 2021. Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ mới đây, thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 TP.HCM cho hay, toàn bộ người lao động công ty chưa được chi trả lương từ tháng 2 năm 2022 đến nay. Trước đó, từ tháng 7 năm 2021, người lao động chưa được đóng các khoản bảo hiểm xã hội. Liên quan đến vấn đề này, trước đó Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho TP.HCM tạm ứng kinh phí để công ty hoạt động, đảm bảo nhiệm vụ chuẩn bị vận hành Metro số 1. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu. Trường hợp vượt thẩm quyền, hai bộ đề xuất báo cáo Thủ tướng theo quy định. Bộ Tài chính đề nghị TP.HCM báo cáo Chính phủ cho phép bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo hoạt động. Còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thành phố rà soát cơ sở pháp lý, khả năng cân đối ngân sách hoặc các nguồn vốn phù hợp khác để bố trí cho công ty trong giai đoạn chuẩn bị vận hành. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Tuyến Metro số 1 hiện có tiến độ đạt 91%, dự kiến đưa vào khai thác vào quý 4 năm 2023. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ khai thác chung của tuyến Metro đầu tiên tại TP.HCM. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã lựa chọn phương án đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo với kết cấu vòm, hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại 6 nhịp, tạo biểu tượng về mặt không gian và thời gian. Với phương án này, cầu chính dài 900m gồm 6 nhịp, tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu khoảng 5,5 km qua các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên. Cầu gồm 2 chiều, mỗi chiều 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe hỗn hợp. Ngoài ra, các khoảng không được tận dụng bố trí làn xe đạp tại vị trí sát vành vòm. Phần đường dành cho người đi bộ nằm ngoài vành vòm, đầu cầu có đường lên xuống cho người đi bộ. Trụ cầu có các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết cấu. Hai đầu cầu có công viên để phục vụ người dân vui chơi giải trí. Dự kiến công trình này được thực hiện trong hơn 3 năm, hoàn thành vào quý 2 của năm 2025. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 8.700 tỷ đồng. Thưa quý vị, TP.HCM vừa chính thức có tân Phó Bí thư Thành ủy. Quyết định chuyển y của Bộ Chính trị vừa được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao vào chiều ngày hôm nay 22 tháng 6. Tân Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1976, quê Bình Định, trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính. Tháng 1 năm 2016, ông được bầu Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Trước đó, ông Hiếu làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Quận ủy Quận 2, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Bí thư Quận ủy Quận 5 từ tháng 5 năm 2020. Từ tháng 1 năm 2021, ông được điều động làm Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy, Thường trực Thành ủy TP.HCM hiện có Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng 4 phó bí thư gồm ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Văn Hiếu.